Em xin chào các bác yêu nan trên toàn quốc nhé. Hôm nay nhà vườn em lại tiếp tục lên một clip gồm có hàng giò thuần, gồm da báo này, vũ nữ. Đấy, hôm nay hai loại này em bán chủ yếu bởi vì phiên trước các bác ủng hộ rất là nhiều. Thêm nữa hôm nay nhà em còn hàng kg nữa. Đấy, da báo thì em xin giới thiệu với các bác, đây đang nụ ở dưới nhá. Đây này, quay cái nụ dài cho các bác nhìn. Đây, đang nụ rất là to. Trời Tết này. Đấy. À đây, các bác xem mặt hoa của da báo luôn. Đây là bông chụp gần nhé. Đây là mặt hoa nhé. Đẹp nhỉ. Đấy, hoa rất dày và rất bền các bác. Thơm. Đấy. Thì đây là giò da báo số 1 ạ. Giò này là 500k nhé các bác nhé. Cho các bác xem lúc này. Đây, các bác xem tác phẩm một chậu da báo nó cũng còn bé hơn cái chậu này. Đấy, bông nó phát bông như thế này. Rực rỡ nhỉ. Bông nó rất là đứng mà nó không bị rũ nên nó tạo ra cái cảnh hoa rất là đẹp các bác nhé. Cây nào cũng đang nụ các bác nhé. Lá rất là to. Cây này nụ dài nhỉ. Đấy. Giò số 1 500k. Em được quay xa tí các bác nhìn. Đấy, rất là to nha các bác nhá. Rồi ok. Giò số 1. Là 500. Đây ạ. Giò tiếp theo. Đây các bác nhìn cái bộ rễ các bác thấy. Đấy, rễ rất phát rất khỏe và phân nhánh để nụ đây. Giò này cũng rất nhiều nụ, mỗi tội lá nó nhiều. Lá nó hơi vàng vàng tí vì em để nắng nhiều. Đây giò số 2 này. 450k. Đây này, anh xem cái cây này. Giò này cây rất là khỏe đây, và đẹp quay, luôn. Quay cây này nụ này. Đây này. Cây nào cũng có nụ hết mà. Đấy. Này trời Tết đẹp lắm các bạn ạ. Cũng vẫn cứ phải đứng xa. Đấy, rồi ok. Đây ạ. Giò da báo tiếp theo ạ. Giò này là giò mã số 27. Đây giò em nhặt thêm. Mã số 27 500k. Đây. Vẫn cũng đang nụ hết các bác nhá. Đấy. 500k. Còn da báo này các bác biết này, hoa nó bền đến gần 2 tháng luôn. Đây giò này rất là to. Rồi rất là to. Trồng xòe rất là đẹp luôn này, các bác nhìn. Đấy. Mã số 28 600k. Phải đứng xa tí. Em xoay cho các bác nhìn. Mã số 28 600 rồi ok. Đến sang mấy mã da báo nhỏ đi. Ở đây còn giò to nữa. Đây còn một giò to nữa. Ui, giò này cây cũng rất là đẹp các bạn. Đây các bác nhìn này. Giò mã số 26 500k. Đây quay gần cái nụ cho các bác nhìn. Không, cây nào cũng đang nụ hết rồi. Quay gần nụ cho các bác nhìn đây này. Ở cái cây này chỗ này này. Đây. Hai nụ. Cái cây kia nụ đây, nụ đây. Nói chung cây nào cũng đang nụ nha các bác nhé. Mã số 26 500k. Cái năm giò da báo này to đùng này. Nó hơn 2 triệu. Mã nho nhỏ. Đấy ạ. Giò da báo này cũng rất là đẹp đấy. Mã số 25 250k. Nụ đấy ạ. Bộ rễ đấy. Da báo mã số 24 250k. Rồi. Đây, đến da báo bên này đi. Da báo một loạt nhé. Ừ. Để các bác lựa da báo trước đi. Cấp cảnh quá. Da báo mã số 15 250k. Đây đang nụ đấy các bác nhìn. Cây nào cũng đang nụ. Da báo mã số 10 250k. Những cái này nụ nó bé. Mấy cái giò to này nụ to quá. Sắp được ngắm hoa nữa. Chơi Tết. Đây, cây này lá mít nhỉ. Mã số 11 da báo 250k. Nụ nó chỗ này nó như hạt gạo mới lên. Rồi, cái này cây nụ rất bé. Mã số 12 250k. Đây xem những cái nụ nho nhỏ. Rồi. Hoa bền thơm lắm các bác nhé. Mã số 13 250k. Đây. Lá tròn cũng như lá mít luôn. Nụ đây. Cây nào cũng đang nụ hết. Da báo mã số 14 250k. Xem cái cây dưới này. Đây. Ui giời ơi, nụ nhiều đây. Lắm. Nhìn lá này. Rồi.
Đây là giò da báo mã số 16, 250k. Mã số 16 đang nụ nha các anh nhé. Đây, da báo mã số 17, 250k. Đây, nụ đây các bạn này. Còn những cái mà mình chưa nhìn thấy hết. Nó còn bé quá. Da báo mã số 18, 250k. Đây, cái này thì nụ dễ nhìn hơn này, giò nạnh đẹp lắm các bạn này. Đây như này. Lá tròn như lá như đúng to, tròn hơn lá mít luôn đấy các bạn. Có hai giò thanh đạm đây, quay luôn nhé. Ừ, quay luôn thanh đạm đi. Đây, em giới thiệu đến các bác nan thanh đạm. Loại này rẻ, dễ sống. Các bác có thể đặt vào bồn hoa nó cũng không chết. Tức là đặt dưới đất nó cũng không chết. Giò thanh đạm mã số 20, 150k. Này dễ chăm lắm các bác nhá, hoa thơm. Đây, các bác có thể ngắm hoa của nó chút. Hoa sai nhỉ. Rất dễ hoa, dễ sống. Rồi, 150k, rẻ. Đây ạ. Thanh đạm mã số 19, 150k. Cái này là nắng nắng nên lá. Cái này là nó ăn nắng đây, ăn nắng nhiều nên củ nó rất to này con này. Lá nó không xanh lắm, để càng dâm lá đấy, nó càng xanh. Củ vàng ra luôn đấy. Rồi, 19, 150. Giờ em đến mấy chậu phụ nữ mito. Thì một số bác thì chả lạ gì cái mặt hoa này rồi. Thì nhưng mà nhiều bác chưa biết. Thế nên là em cứ giới thiệu phụ nữ mito. Đây là dòng lan công nghiệp nhưng mà nhà em chăm sóc ở vườn tự nhiên này nha các bác nhé. Đây các bác nhìn này, chăm sóc như lan rừng một cách tự nhiên luôn. Đấy, thế cho nên là các bác cứ yên tâm, nó dễ nuôi, dễ sống. Một năm các bác nên thay giá thể chậu một lần. Bởi vì cái này nó đẻ nhanh lắm. Đây ạ, mito mã số 3, 200k. Đây, sắp kín chậu đi đi. Đấy, trồng chưa đầy một năm thôi mà nó đẻ gần kín chậu luôn. Chỉ mỗi vỏ thông thôi đấy các bác ạ. Đây ạ, Mito Nia mã số 4, 200k. Rồi. Tiếp theo là Mito mã số 5, 200k. Rồi. Rất là rẻ các bạn. Vũ nữ này là cũng là một trong những loài dòng lan có thể nói là đa dạng sinh học cũng rất là cao và nhiều loại. Mito mã số 7, 200k. Giò này đẹp. Giò này rất đẹp. Mito mã số 8, 200k. Đây các bạn nhìn. Cũng gần kín chậu luôn. Quay nhìn cái dây ở dưới này. Rồi. Mito mã số 6, 200k. Đây các bạn. Chuẩn bị nụ đấy các bạn. Mito mã số 9, 200k. Cây rất to. Mito mã số 23, 200k. Đấy. Ở đây có một giò ý ngọc. Đây là hoa ý ngọc đây. Các bạn nhìn thấy rất là sang đúng không ạ? Rồi, bảo nên quay cho các bác nhé. Ở vườn thì vẫn còn nhiều giò nhưng em quay. Nói chung là các loại vườn em thì nhiều lắm nhưng mà em quay gọi là ví dụ thôi. Mã số 21, ý ngọc 250k. Giò này em ghép ổn định thôi nhé, chứ còn chưa thuần đâu. Chủ yếu phục vụ các bác chơi Tết. Các bác miền Tết. Nam chơi Tết nhé, còn miền Bắc thì không miền không Bắc chơi không, Tết không, được. Không chơi Tết được dòng ý ngọc này. Miền Nam chơi Tết đấy. Đây có một chậu nhà 6 mắt đang nụ này. Ôi, nó đổ này. Đây, giới thiệu cho các bác một chậu gà 6 mắt nhé em. Đây ạ. Đùi gà 6 mắt. Đang nụ đấy các bạn này. Sưng nụ hết rồi. Các bác nhìn này, nụ này. Anh, chỗ đấy nó chưa rõ lắm. Đấy, nụ đang sưng hết lên rồi. Đấy, đây các bác, mặt hoa của đùi gà 6 mắt đấy. Bông rất là to và bền nhé các bác nhé. Loại này dễ sống. Từ từ, chưa nhìn rõ lắm. Đấy, đấy là mặt đùi gà đây 6 này. Mắt. Em ươm kỳ đây. Đây các bác này. Đây. Ươm kỳ đây. Nhìn đây, các bác nhìn cái khúc cắt kỳ đây này, nhìn thấy thôi mà. Đấy. Thế này là đây, mã số 22, 1 triệu. Cái này về các bác dựng lấy que dựng đứng lên này cho đẹp. Mình đang trồng nó bị ngã, trồng ngã. Đúng rồi. Đấy. Đây, chơi Tết đây các bác ơi. Còn những cái mắt này chưa ra hoa thì các bác
kích kỳ năm tới này các bác được một chậu rất là to các bạn. Đấy, bởi vì kỳ đùi gà 6 mắt này nếu có bán thì rẻ cũng 200-300 một kỳ. Nên cho nên là các bác lấy chậu này về các bác nhân chẳng mấy được chậu to đâu. Đấy là một số hàng giò nha em. Còn bây giờ em đi xuống dưới nhà em quay hàng kg. Để bác nào có nhu cầu hàng kg thì em phục vụ. Đây các bác ơi. Đây hàng kg em vừa về, đây em vừa rạch bao ra đây. Thì hôm nay gồm có kim diệp xuân này. Giáng hương tam bảo sắc, quế tam bảo sắc này. Gia báo này. Hoàng thảo tam bảo sắc hàng kg này. Môi tua hay hoàng long vĩ ạ. Kiều vàng. Đùi gà tròn nhé các bác nhé. Hàng rất đẹp ạ. Hàng rất đẹp luôn, đang sưng mắt nụ hết rồi. Với lại hoàng thảo ý ngọc các bạn. Đây, xuống lá hết luôn rồi đấy. Hàng rất là sạch sẽ. Đấy thì em cũng báo giá luôn. Kiều này, kiều vàng này là 170.000 một kg này các bác này. Đấy. Hàng rất đẹp nhé các bác nhé. 170.000 một kg mà có những cái dề rất là to đây. Hoàng thảo môi tua đấy ạ. Là 70.000 một kg. Giáng hương tam bảo sắc quế tháng 4. Quế tam bảo sắc đây, hàng lá xếp ạ. 120.000 một kg. Đây các bác xem hoa giáng hương tam bảo sắc. Còn đây gia báo đấy ạ. 150.000 một kg thì em cũng đã cho các bác xem ảnh hoa ở cái clip hàng giò rồi, hàng giò thuần. Đây, hàng rất đẹp các bác nhé. Và đây đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì chắc chắn là các bác cũng biết nhiều về ảnh hoa rồi. Còn đây là hoàng thảo ý ngọc. À đùi gà tròn là 200.000 một cân các bác này. Còn đây là hoàng thảo ý ngọc thì 150.000 một kg. Ý ngọc đây các bác xem hoa đùi gà tròn của Nai Châu. Còn ý ngọc thì các bác cũng đã xem hoa đúng không ạ? Đây là kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân này thì giá vẫn không thay đổi, 120.000 một kg các bác nhé. Thì các bác xem qua về cái ảnh của hoa kim điệp xuân. Rất là sai hoa. Đây là ảnh bà xã em ngồi trên xe máy với mấy giò kim điệp xuân. Rất lâu rồi, cái ảnh này gần chục năm rồi đấy các bác. À đây còn hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Hoàng thảo tam bảo sắc thân rất dài luôn, thân dài hơn mét đấy. Đây quấn tròn thôi các bạn. Thì là 170.000 một kg các bác nhé. Đây các bác nhìn toàn bộ đây là các tay hoa này. Đấy. Cái này giá trị và dược liệu rất cao. Em sẽ có một buổi em view em quay để em sao cái trà phong lan này để các bác xem. Và các bác nào có điều kiện thì thưởng thức. Đấy là mấy cái mặt hàng kg của nhà em ngày hôm nay. Đây là ảnh hoa kiều vàng này. Đấy, hoa rất dày, không thưa giống như kiểu kiều hồng, kiều tím đâu. Hoa dày đặc luôn đấy. Mà bông rất là to. Đấy. Thì các bác mua hàng đặt hàng thì cứ gọi điện cho em theo số 0946 623 662. Hoặc các bác nhắn tin cho em, hoặc các bác comment ở trên bài giúp em. Và mỗi bác cho em xin một like. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo giúp em. Để chúng ta có thể là thường xuyên gặp gỡ. Em xin chào và cảm ơn các bác.